chia ra tại vì chúng tôi muốn đưa văn hóa của Italy vào trong cái dự án của mình. Bởi vậy chúng tôi đã sử dụng mượn tên của bốn thành phố lớn của Italy. Đó là khu thứ nhất, đó là trung tâm và là trái tim của dự án. Đó là khu khu có cái quyền sử dụng đất lâu dài, bao gồm là 25 hecta, trong đó chúng tôi có gần 700 sản phẩm nhà các loại. Và quý vị cũng thấy là 6 khối chung cư cao tầng thì tổng cộng khoảng 3.000 sản phẩm căn hộ chung cư cao cấp. Phân khu thứ hai là Catania, đó là một thành phố biển rất là thơ mộng của Ý. Thì đối với cái phân khu này, chúng tôi cũng đã có được một cái dải bờ biển hơn 1 km. Ở đó thì quý vị cũng thấy ở ngay chính giữa trung tâm, đó là cái khối khách sạn có chiều cao 5 tầng và rất sớm thôi, trong vòng tuần sau thì chúng tôi sẽ ký hợp đồng với Marriott International và sẽ có thương hiệu Sheraton đầu tiên tại khu vực Hồ Tràm, Bình Châu. Và hai bên cánh thì chúng ta cũng thấy là khoảng 80 căn villa thật sự là cao cấp. Vì sao chúng tôi không thiết kế nhiều villa hơn để tăng lợi nhuận? Chúng tôi muốn giảm cái mật độ xây dựng thấp nhất có thể và chỉ có 80 căn villa là một số lượng rất có giới hạn, và những căn villa này cũng sẽ mang thương hiệu Sheraton rất sớm và cũng sẽ đến tay khách hàng của chúng tôi. Phân khu thứ ba chúng tôi lấy tên là The Milano. Thì trong đấy ai cũng biết thành phố Milan thì rất là nổi tiếng về các kinh đô thời trang, giải trí, hội họa. Thì chúng tôi quy hoạch toàn bộ khu này, đó là thứ nhất là các quý vị có thể thấy là một cái cầu tàu rất là dài, khoảng hơn 200 m, vươn ra ngoài biển. Và ở đó thì phía đầu cầu tàu thì chúng tôi sẽ có một cái ngọn hải đăng, và chúng tôi tin rằng là đây là một cái điểm check-in rất là hấp dẫn cho giới trẻ.